Vườn sầu riêng có diện tích 1 hectare này của hộ ông Trần Văn Đức, ấp 6, xã Sông Rây, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Ông Đức hiện là tổ trưởng tổ hợp tác sầu riêng xã Sông Rây và là người tiên phong thí điểm giải pháp IMO, từ sản xuất chế phẩm phân bón hữu cơ IMO ứng dụng trên vườn sầu riêng của gia đình. Hiện chế phẩm IMO ông sử dụng là chế phẩm IMO phân đạm cá dùng làm phân bón chủ yếu cho cây sầu riêng, từ giai đoạn xuống giống, sinh trưởng, phát triển đến thu hoạch. Cái IMO rất là có lợi cho bà con, là mình để dùng để mình ủ đạm cá nè, rồi ủ phân hữu cơ nè, rồi là ủ phân ruồi, phân chuối, rồi mình đem mình tưới cho sầu riêng. Thì nói chung là năm nay tôi áp dụng toàn bộ hữu cơ, nào là chuối, nào là phân đạm cá, rồi phân đạm dơi. Thì là mình nhờ cái IMO mà mình ủ được mấy thứ phân mà mình đỡ chi phí rất là nhiều tiền mua cái những cái nguyên liệu mà như EM rồi, thì ngoài thị trường bán rất là mắc, là 50.000 lít. Thì mình ủ cái này mình đâu có tốn bao nhiêu tiền đâu, có mấy chục ngàn là đã ủ được mấy lít IMO rồi. Đó, thì theo tôi thì rất là có lợi cho bà con nông dân mà nếu trồng sầu riêng như tôi. Hiện chế phẩm IMO ông sử dụng là chế phẩm IMO phân đạm cá dùng làm phân bón chủ yếu cho cây sầu riêng, từ giai đoạn xuống giống, sinh trưởng, phát triển đến thu hoạch. Dùng chế phẩm IMO phân đạm cá từ năm 2022 đến nay, qua hơn 2 năm ứng dụng IMO, đạm cá làm phân bón chủ yếu cho cây sầu riêng, ông Đức đánh giá được những lợi ích ban đầu. Sầu riêng phát triển tốt, năng suất ổn định, tăng độ phì nhiêu cho đất. Đặc biệt, độ pH của đất luôn cân bằng, đạt trong khoảng từ 6 đến 7 chấm. Độ pH của đất cân bằng giúp vi sinh vật có lợi trong đất phát triển, sinh trưởng chất trong đất, cung cấp dinh dưỡng và các khoáng chất cho bộ rễ cây, giúp cây phát triển vượt trội, phòng chống tốt bệnh hại, tăng năng suất thu hoạch. Đối với tôi nhận định thì cái cây sầu riêng mà mình sử dụng IMO mình tưới thì cái độ pH nó rất là cao, mà cái cây nó rất là khỏe, nó ít nấm bệnh. Là coi như là lúc nào cái cây nó cũng phát triển đều đều nhé, nó ít bị nấm bệnh lắm. Dạ, vườn tôi hầu như là có không có bị nấm. Dạ. Trong một năm thì khoảng thời gian định kỳ mình tưới IMO là cái khoảng thời gian nào? IMO này mình sử dụng cả năm luôn. Vừa cái già lá là mình lo mình tưới, cái là nó lên đọt, cái xong rồi mình lo mình xịt giữ lá, giữ không có bị sâu ăn lá, rồi cái là nó già lá cái là tưới nữa, à, nó cứ lên lá liên tục vậy đó. Yeah. Đến khi là trước khi thu hoạch bao nhiêu lâu thì mình ngưng tưới? Cây sầu riêng nếu mà ri 6 thì cái cây nó có trái 70 ngày tuổi là mình ngưng phân rồi, ngưng hết hoàn toàn phân. Yeah. 70 ngày tuổi rằng mình cho kali thôi, kali là mình đây mình dùng đạm chuối. Chuối người ta xuất khẩu mà cái chuối giạt đó, mình ngâm IMO mình làm đạm chuối mình tưới, làm đỡ được cái tiền kali nó trong cái mùa vụ của mình rất là nhiều. Khi mà sầu riêng mà đi theo hướng hữu cơ á, thì cây nó rất là bền. Em đánh giá thì nếu mà so với tình hình năm ngoái nha, với chưa sử dụng nhiều, với năm nay thì những vườn nó bắt đầu vườn nó phát, nó khỏe và cây năm nay rất là ít nấm bệnh. Ở đây thì đặc biệt là khi mà bà con sử dụng cái hữu cơ thì cái độ pH của đất á, thì nó thay đổi như thế nào? Cái độ pH thì ví dụ xài hữu cơ một thời gian nha, khi đầu mùa mưa xuống á, pH chỉ có 4 chấm thôi, nhưng mà đi hữu cơ một thời gian thì hiện tại như mình đã thấy này, pH bữa nay nó lên khoảng 6 đến 6,5 rồi. Nhưng pH này rất là ổn, cây nó hấp thụ dinh dưỡng tốt mà cái nấm bệnh nó ít khi phát triển đó. Đây cũng điều kiện cho cây nó phát triển mạnh luôn. Từ sản xuất chế phẩm IMO làm phân bón chủ yếu trên vườn sầu riêng của gia đình thành công, ông Đức mạnh dạn vận động bà con trong tổ hợp tác ứng dụng chế phẩm. Hiện ông đang tổ chức các buổi tập huấn hỗ trợ nông dân tự sản xuất chế phẩm, đồng thời hỗ trợ cung cấp chế phẩm IMO đạm cá giá rẻ cho nông dân trong và ngoài địa phương. Việc tự sản xuất chế phẩm IMO góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình ông. Nguồn thu nhập từ việc bán chế phẩm IMO đạm cá ông dùng để đầu tư lại trên vườn sầu riêng, lấy công làm lời, tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế.
thưa quý bà con, bữa nay tôi là Trần Văn Đức, tổ hợp tác sầu riêng ấp 7 Sông Rây. Tôi hướng dẫn quý bà con làm cái đạm cá, để làm cái IMO để ủ đạm cá. Đầu tiên là men tiêu hóa của Việt Nam mình, để tiền thêm men tiêu hóa để tiền thôi. Rồi cái phẩm thứ hai là sữa chua, nhưng mà bà con có làm bà con nhớ là sữa chua không bỏ tủ lạnh. Rồi chế phẩm thứ hai là nước gừng, gừng để là khử mùi. Chế phẩm thứ tư là nước ép trái cây. Rồi thứ năm là nước sạch. Và khoảng 3 kg cá thì bắt đầu tôi hướng dẫn cho bà con, quý vị bà con mình làm là coi như đầu tiên là mình men tiêu hóa mình cho vô nước trước. Cái sữa chua mình cho hết 5 hộp vô trong cái chế phẩm này luôn. Thứ tư là mình bắt đầu là nước ép gừng, ăn mình khử mùi á. Tới nước ép trái cây. Đó, mình băm thẳng rồi. Mình đưa vô cái IMO mình đã ăn quậy trước, ngâm trước rồi đó, mình rửa qua cái. Cá mình rửa xong. Và bây giờ còn cái công đoạn cuối là mình đổ cá vô đây mình quậy đều thôi. Cá mình đã làm xong IMO xong mình đưa vô mình quậy đây là nó thơm phức, là cá chẳng hôi hám gì hết. Thôi bà con, này mình quậy là mỗi ngày quậy lần nặng cho nó chìm cái cá, đừng để nó nổi lên nó hôi. Ta mình đã sử dụng cái IMO với đạm cá trong vòng cái này là 5 lít nước với lại 5 cái hộp men sữa chua với lại một hộp men tiêu hóa, là mình 3 kg cá. Thì mình làm trong vòng chừng 30 phút là đã xong cái này rồi, là mình ủ men đồ xong mình đẩy lại trong vòng mỗi ngày. Mình đẩy kính lại mỗi ngày là mình mang ra, mình dỡ ra, mình đẩy, mình quậy lại cho nó chìm cá xuống để nó nổi lên, là cá nó không đạm IMO nó không đạt. Cho nên là mỗi ngày mình mang cho mình quậy nha bà con. Rồi là quý bà con là nhớ là mỗi ngày mới quậy chừng khoảng cá mà nhìn thấy nó rã ra hết rồi chừng khoảng 10-15 ngày là mình đã đưa ra mình. Với chế phẩm IMO đạm cá mà ông Trần Văn Đức vừa hướng dẫn thì nguồn nguyên liệu rất dễ tìm. Bà con nông dân thay nước ép trái cây bằng tất cả các loại trái cây thừa, thêm gừng để giảm mùi hôi của chế phẩm. Gừng giúp tăng sức đề kháng cho cây. Cá tạp, ông Đức mua khoảng 4-6 ngàn đồng một ký, có thể dùng phụ phế phẩm của cá như đầu cá, ruột cá. Ước tính với chi phí khoảng 50 ngàn đồng, ông Đức tự sản xuất được 10 lít IMO đạm cá. Tính trung bình tự sản xuất IMO đạm cá chỉ khoảng 5.000 đồng một lít. Giá phân bón đạm cá trên thị trường hiện nay khoảng 25-40.000 đồng một lít phân đạm cá. Nếu sử dụng phân bón mua bên ngoài 1 hectare một năm từ 50-80 triệu đồng, thì khi sử dụng chế phẩm IMO tự sản xuất, ông Đức tiết giảm 90% chi phí đầu tư, đảm bảo nguồn gốc chế phẩm, bảo vệ cây trồng, thân thiện môi trường. Cùng việc canh tác sầu riêng hữu cơ, tự sản xuất chế phẩm IMO, năm 2022, ông Trần Văn Đức và một số thành viên tổ hợp tác sầu riêng chính Đức quyết định hùn vốn để mua máy bay, chi phí trên 350 triệu đồng, phun xịt, phân bón, chế phẩm sinh học hữu cơ trên cây sầu riêng, ứng dụng công nghệ cao cơ giới hóa trong sản xuất.
tôi với quá nông nghiệp thì tổ hợp tác sầu riêng ấp 7 sông Rây, chúng tôi đã trang bị một cái máy xịt thuốc Lycam nhằm để phục vụ mục đích phục vụ là xịt cho sầu riêng. Thì hôm nay là tôi pha 2 lít đạm cá trong 200 lít nước để tôi phun xịt trên diện tích là 7.500 mét vuông, thì nhằm phục vụ cho cái cung cấp đạm cho cái cơi đọt thứ ba này nó cho nó đạt đặng mà mình làm bông làm trái. Và thì tính ra cái máy Lycam này thì nó rất là có lợi vì là nó phục vụ cho mình xịt toàn bộ sầu riêng mình khỏi cái tốn cái công xịt thuốc. Hiện máy phun xịt được sử dụng trên vườn sầu riêng của tổ hợp tác sầu riêng Chính Đức và vườn cây ăn trái trên địa bàn, các địa bàn lân cận. Tuy đầu tư chi phí ban đầu cao, nhưng máy bay phun xịt có tuổi thọ từ 5 đến 15 năm. Hàng ngày có thể phun xịt khoảng 10 đến 20 hectare, nên nông dân vẫn có thể yên tâm hùn vốn đầu tư để sử dụng phun xịt chế phẩm trên vườn cây trái của gia đình mình, đồng thời gia công tăng nguồn thu nhập. Thường thì tôi xịt tay thì hai người mà mất hết một buổi. Còn bây giờ Lycam thì chỉ có tốn 15 phút à, chuẩn bị này kia xong xịt chừng 5 phút là xong à. Cái máy Lycam này thì mình đỡ cái xịt thuốc cái hại sức khỏe mà lại là nó xịt nó rất là nhanh. Ví dụ như thường thường tôi xịt ở đây thì hết một buổi mới xong, mà giờ là xịt chỉ là 15 phút là nó đã xong hết 7 sầu rưỡi này. Thì rất là có lợi cho nông dân. Mà đỡ cái tốn chi phí công xịt mà lại đỡ hại sức khỏe nữa. Canh tác sầu riêng hữu cơ IMO kết hợp ứng dụng công nghệ cao, năng suất sầu riêng năm tuổi thứ 7 vườn ông Đức và tổ hợp tác sầu riêng Chính Đức trung bình đạt khoảng 20 đến 25 tấn một hecta một năm. Mô hình này nhận được sự quan tâm đánh giá cao của chính quyền địa phương. Cái tổ hợp tác sầu riêng Chính Đức thì bà con áp dụng cái mô hình là sử dụng cái rác thải mà hữu cơ cộng với lại cá tạp để ủ phân IMO để bón cho cây. Thì cái việc làm này nó vừa phù hợp với cái chủ trương là phân loại rác thải tại nguồn, bảo vệ môi trường. Thứ hai là nó cũng là một phần của cái kinh tế tuần hoàn, tức là cái sản phẩm đầu ra thì phế phẩm đầu ra thì nó lại là cái sản phẩm đầu vào của cái công đoạn tiếp theo. Thì cái việc làm này thứ nhất là cũng giảm thiểu cái lượng rác thải phải chuyển về nơi xử lý. Thứ hai là tiết kiệm được chi phí và hạ giá thành sản phẩm. Thì dùng phân hữu cơ thay thế cho phân vô cơ thì cây khỏe và đạt chất lượng tốt. Vườn sầu riêng ông Trần Văn Đức hiện đang ở năm tuổi thứ 9, năm thu hoạch thứ 4. Ứng dụng phương pháp hữu cơ IMO, sản lượng sầu riêng của vườn hiện đạt trên 25 tấn một hecta một năm. Sầu riêng vườn ông Đức thường cho thu hoạch sớm vào tháng 4 và tháng 5 hàng năm. Thời điểm này giá sầu riêng luôn cao hơn vụ thu hoạch rộ 30-40%. Tính giá sầu riêng G6 thời điểm tháng 4, tháng 5 năm 2024 dao động từ 65-85.000 đồng một ký. Với sản lượng trung bình như trên, một hecta sầu riêng một năm mang lại cho gia đình ông Đức nguồn thu nhập trên 1 tỷ 200 triệu đồng sau khi đã trừ các chi phí đầu tư.